Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mà lại mình tiếp tục làm thêm một cặp cánh cho khách hàng từ cánh đồng như vậy, làm ra gia công cánh được kính là 400 này là cặp đây. Thì cánh này thì lớn này mình có cân bằng động các bạn. Đây, có cân bằng động là làm xong rồi mình đem đi cân cho khách hàng và cho nó chuẩn. Và khi mình lắp đặt á, vô vận hành á là nó sẽ không lắc, mình sẽ không hư bạc đạn. Cánh lớn thì mình sẽ cân bằng động cho các bạn, cánh nhỏ thì không sao, nhưng mà nếu mà các bạn có yêu cầu thì mình sẽ đem đi cân cho các bạn. Đây, mình là gia công các bạn. Từ cái cánh bằng đồng này sẽ làm ra cánh này. Cánh này lớn á, có những cánh là lớn hơn nữa à, cũng được cánh 400. Phía sau mấy cánh lớn này bên mình sẽ cân cân bằng động các bạn. Cái bằng động nó rất là lợi hại, tại vì khi mà mình hoạt động là cái cánh sẽ cân bằng, nó không dẫn đến rơ lắc, sẽ hư bạc đạn máy. Đó, mình phải cân bằng động. Và nó khi mà quay một cái là nó sẽ không quơ bên nặng bên nhẹ. Đó, bạc đạn là nó giảm tải bạc đạn rồi bạn, là máy mình vẫn ok. Cảm ơn bạn. Đó, mình gia công rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Nào các bạn mà có nhu cầu về làm cánh hay sửa chữa hay mua máy bơm hay là bất cứ về ngành máy thủ khí gì đó thì các bạn cứ alo mình nha, mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Gửi qua Zalo á, có số mình hỏi mình bên dưới á, bên phần mô tả thì các bạn vô đó rồi các bạn thấy số điện thoại của mình á. Giờ xin chào tạm biệt các bạn và các chú các chị nha, rồi nhớ ủng hộ mình với nha. Dạ. Và nhớ nhấn subscribe và like cho em một like. Rồi ok, xin chào tất cả các bạn, rồi chào tất cả cô chú chị ạ.